Xin chào bạn. Sau đây Hải đang giới thiệu các bạn là gửi Yamakasu. Đây là lưỡi số 1. Hàng giống dáng dáng chinu đây các bạn. Đó, các bạn xem dáng của nó. Cái này có khuyên. Thì các bạn là cầu đài hoặc buộc lăng xê cầu đơn cũng được. Đây dáng của nó này, rất bén, không rơi. Mày chỉ phật phát giật cái như này, giật cái là dính luôn, xiên tay luôn. Có 8 cỡ các bạn, 1 đến số 8. Đây, đo luôn kích thước của số 1 cho các bạn xem. Cái vành chiều rộng. Chiều rộng của số 1 là 7, 7 ly các bạn nhé. 7 ly. Đây, sắt của nó 1 ly, chưa được 1 ly, nó tầm 8 gem gì đấy các bạn. Đấy, vừa rồi Hải đang phát sinh đã giới thiệu các bạn lưỡi câu Yamakasu. Hàng giống dạng chinu đấy, giống dáng chinu. Hải đang phát sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm.